Chào thân hữu, bạn khỏe chứ? Ngày hôm nay Cương được cao nhân chỉ điểm cho một điều mà Cương cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cương muốn gửi ngay tới bạn, xin phép được chia sẻ với bạn nha. Đó là ba điều nhất định phải có để đạt được cái điều mình muốn trong cuộc sống của chúng ta. Điều đầu tiên đó là bạn phải mong muốn tột cùng, bạn phải thật sự mong muốn tột cùng. Bạn phải cảm thấy cảm xúc thật sự với cái mong muốn đó, mong muốn tột cùng ấy. Bạn cảm thấy là đó là cái điều mà bạn khát khao thật sự. Thì khi chúng ta mong muốn tột cùng, chắc chắn nguồn lực sẽ gửi tới bạn, vũ trụ sẽ gửi nguồn lực tới để giúp cho bạn đạt được cái mong muốn đó. Cái thứ hai là chúng ta cần phải rõ thông con đường. Rõ thông con đường nào để có thể đi tới đó. Phải rõ thông cái con đường đấy. Bởi vì sẽ có rất nhiều cái con đường bạn đi, nhưng không rõ thông con đường, bạn sẽ đi lung tung và lựa chọn nhiều con đường. Và bạn sẽ đắn đo xem con đường này đúng hay con đường kia đúng, con đường nào nhanh hơn, con đường nào dài hơn. Vậy thì rõ thông con đường, nhắm thẳng phía trước mà tiến thôi. Cái thứ ba đó chính là tạo lập phương tiện. Phương tiện nào phù hợp với nguồn lực của bạn, với sở thích của bạn, với những sự kỳ vọng của bạn, chúng ta cần phải tạo lập phương tiện. Vậy thì mong muốn tột cùng, rõ thông con đường và tạo lập phương tiện sẽ giúp bạn đạt được điều bạn muốn. Chúc bạn sẽ đạt được điều bạn mong muốn trong cuộc đời của bạn sẽ càng ngày càng được nhiều hơn nữa. Trân trọng biết ơn bạn đã ủng hộ video trên kênh TikTok này. Yeah.